Điều 95 Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi đất được bồi thường về đất khi đáp ứng các điều kiện sau: đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có quyết định giao đất quyết định cho thuê đất quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người chúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Điều 81 luật đất đai năm 2024 đã quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó bỏ hoang đất nông nghiệp là hành vi trái pháp luật nếu người sử dụng đất nông nghiệp không dùng đất liên tục trong khoảng thời gian sẽ bị thu hồi. Theo khoản 7 điều 81, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị thu hồi. Bên cạnh đó có một số trường hợp bị thu hồi đất vi phạm có thể kể đến, sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao cho thuê công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm đất được giao cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền đất do nhận chuyển nhượng nhận tặng cho từ người được nhà nước giao đất cho thuê đất mà người được giao đất cho thuê đất không được chuyển nhượng tặng cho theo quy định của luật này đất được nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất chiếm đất người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cũng sẽ bị thu hồi. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường thì khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc nhà ở. Đối chiếu với quy định tại điều 74, điều 77 Luật Đất đai năm 2013, hiện nay hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi chỉ được bồi thường về đất bằng đất nông nghiệp hoặc tiền trong trường hợp không có đất nông nghiệp để bồi thường. Đồng thời, khoản 6 điều 111 luật đất đai 2024 quy định, người bị thu hồi đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở, nhà ở, tái định cư. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi, có đủ điều kiện bồi thường thì có thể được bồi thường bằng nhà ở. Tuy nhiên, đối chiếu với nguyên tắc bồi thường về đất tại khoản 2 điều 91 Luật Đất đai 2024 vẫn sẽ ưu tiên bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền. Nếu được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng nhưng phải đăng ký khi lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Nói tóm lại, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 Người có đất nông nghiệp bị thu hồi có khả năng được bồi thường bằng đất ở, nhà ở, hiện nay chỉ quy định bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền. Đối tượng điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư được quy định tại Nghị định 95/2024 áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo luật nhà ở năm 2023, nhà ở phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho đối tượng thuộc trường hợp được tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở, giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật. Nghị định 95/2024 hướng dẫn luật nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định đối với những đối tượng thuộc diện được bố trí nhà ở tái định cư bao gồm: tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhà ở hợp pháp thực diện bị giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình cá nhân bị nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác. Tổ chức hộ gia đình cá nhân là chủ sở hữu nhà trung cư hoặc diện phải phá rỡ để cải tạo xây dựng lại theo quy định tại khoản 2 điều 59 luật nhà ở 2023. Hộ gia đình cá nhân là người đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện bị nhà nước thu hồi theo quy định trừ trường hợp bị thu hồi do chiếm dụng nhà ở. Căn cứ khoản 2 điều 35 nghị định 95 2024 của chính phủ, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư như sau. Đối với trường hợp đối tượng 1 và 2 có nhu cầu mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc thuê, thuê mua, mua nhà, ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư lập theo mẫu số 01 của vụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định 95-2024. Trường hợp đối tượng được tái định cư có nhu cầu thuê, thuê mua, thuê nhà ở xã hội thì được bố trí mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4 điều 39 Nghị định 95-2024 và Pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đối tượng trong trường hợp này phải không thuộc diện đã được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Trường hợp thuộc đối tượng 3 thì thực hiện bố trí nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Trường hợp thuộc đối tượng 4 thì phải thuộc diện đang sử dụng nhà ở theo quy định tại điều 62 Nghị định 95/2024 của Chính phủ. Theo điều 53 Luật Nhà ở năm 2023, nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo các yêu cầu sau đây. Nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án để bố trí tái định cư thì phải đảm bảo yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại điều 33 của luật này. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được thay đổi thiết kế, diện tích nhà ở và công trình phụ trợ nếu có phục vụ tái định cư sau khi phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. Việc bàn giao nhà ở cho người được tái định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 37 luật nhà ở. Năm 2023, tổ chức cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở phục vụ tái định cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được dùng bố trí tái định cư. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn.